Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bài mồi để chúng ta câu cá trôi và rô phi chép cho mùa đông nha các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, mùa này thời tiết chúng ta nó lạnh và cá nó sẽ ăn mùi chua tanh đó, tanh rất là nhiều đó. Thì các bạn cứ làm mồi lên nó có mùi chua tanh là ok, bao lên cá cho các bạn luôn để cho các bạn làm mồi khỏi bị móm đó. Tốt nhất các bạn làm mồi xong các bạn phải ngửi thử cái cục mồi của mình, cái mùi vị bên trong nó như thế nào đó, nó có được cái mùi chua chưa và mùi tanh chưa. Và các bạn làm xong rồi, cái mùa này á, các bạn đừng nên câu liền, các bạn phải ủ từ 1 ngày rưỡi đến 2 ngày cho mùa của ta nó hoàn thành, nó lên mùi chua chua ngọt các bạn, chua tanh tanh là được đó. Thì đó chúng ta câu cá cách trôi đôi phi nhạy lắm các bạn nha, mình đã thử rất là nhiều lần rồi, hầu như là mình câu cái kiểu đó rất là nhiều lần rồi các bạn nha, đều lên cá hết thành công. Chứ đơn giản ta các bạn cứ mua nguyên liệu tanh, tanh thì sẽ có trứng vịt, và chua, chua thì bằng ủ 2 ngày đó, hai cái đó kết hợp lại với nhau sẽ cho ra ta ra một bài mồi rất là chuẩn đó, mồi chua cộng tanh. Các bạn cho thêm ít mồi thơm vào nữa là được, mồi thơm là tùy các bạn mà thích rang đậu phộng mè hay đậu xanh gì đó tùy các bạn, không nữa các bạn cho mồi câu đêm một hoặc chép tàu vào đó, rất hiệu quả. Cái bài mồi mà chép tàu thì các bạn câu xong nó sẽ ok hơn, còn chép tàu vào đêm một cái cánh chim câu xong rất ok đó. Và các bạn xem video thì hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho mình, để giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển, để giúp cho mình kênh này sẽ được kiếm tiền trong một thời gian sớm nhất có thể. Mong anh YouTube sẽ giúp cho mình để cho mình có thêm một ít tiền để mình làm video cho các bạn xem nhiều hơn, hay hơn và mới mẻ hơn, sáng tạo hơn. Các bạn có biết các bạn thì các bạn đã xem những kênh của mình rồi, các bạn có biết kênh của mình nó có gì khác hơn mấy kênh khác các bạn, đó chính là sáng tạo đó, sáng tạo là chính các bạn ạ. Thôi thì bây giờ mình sẽ làm một bài mồi câu cá cho mùa đông, mùa lạnh rét, để cho các bạn và các anh em khác cùng xem và cùng tham khảo. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm mồi câu cá nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái thau nhỏ như thế này nha bạn. Đây là cánh chim. Cánh chim còn gọi là cánh trứng nha các bạn. Cánh chim VBA nha. Các bạn chuẩn bị mình một lạng cánh chim VBA nha các bạn. Rồi các bạn đổ cánh chim ra thao cho mình luôn, mình còn đúng được một lạng luôn các bạn nè, đó một lạng cánh chim VBA. Thành phần thứ hai đây chính là cắm heo nha các bạn, cắm lại cho heo ăn nha. Đây các bạn nào mà có cắm cho heo heo cắm dinh dưỡng á, cho heo sữa á, thì càng tốt nha các bạn đó. Với cái này thì mình sẽ dùng từ hai lạng nha các bạn. Mình sẽ hút nắm đi. Đây. Một nắm này có chung với cắm chim luôn nha các bạn. Hai nắm. Mình sẽ cho nó đi 3 nắm, đó. Đó, 3 nắm cắm heo. Rồi. Xong. Các bạn lấy nước nước sôi nha các bạn. Đây, đây là nước sôi nha. Đó, các bạn lấy nước sôi các bạn chế vào nha, chế cho nó nở ra nha các bạn, nước đun sôi đó các bạn chế vào
chế vừa thôi các bạn, cho nó đủ độ nở được. Và các bạn trộn lên mà thấy nó khô quá thì các bạn cho thêm nước vào. Đây các bạn kiếm lấy cái muỗng, các bạn trộn lên, trộn đều lên. Tại vì ngày hôm nay cái cây của mình nó bị hư rồi, mình cầm tay nó hơi hơi run, thì có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Đó, các bạn cứ trộn thật là đều lên là được. Chân luôn các bạn ơi, giữ lại, giờ không còn cái gì để cầm để giữ hết rồi, chân luôn các bạn ơi. Bạn xem thấy vui vẻ là được. Đó rồi, xong rồi các bạn bỏ ra ngoài cái đây cái thau lớn như thế này nè. Đó các bạn cho ra ngoài thau luôn. Cho thao luôn các bạn. Rồi xong. Tiếp đến là đây là cái gói chép tàu hương dâu. Đó. Thì cái gói chép tàu hương dâu này thì mình sẽ múc muỗng cho các bạn dễ tính nha. Đó. Sẽ múc muỗng cho các bạn dễ tính hơn. Đây là mình làm chi tiết cho các bạn luôn. Đây. Đây. Một muỗng nha. Đó, 2 muỗng nha các bạn, 2 muỗng chép tàu hương dâu nha. Rồi 2 muỗng xong. Đây là mồi câu D1 nha các bạn. Rồi với cái mồi câu D1 này mình sẽ cũng sẽ múc muỗng cho các bạn dễ tính nha. Thì mình cầm có một tay à, nó hơi khó làm việc chút, không sao. Đây, đây là mồi câu D1, múc muỗng cho các bạn xem nha. Đây, một muỗng nè, 2 muỗng, 3 muỗng nha các bạn. Đó, 3 muỗng. Xong rồi các bạn trộn đều lên nha, trộn đều lên cho mình. Đó, trộn đều lên cho mình. Đó, thật đều lên luôn là ok nha các bạn. Tiếp đến là các bạn chuẩn bị bơ nha. Đây, bơ Tường An nha các bạn. Đó, bơ Tường An nha. Đây các bạn, mình đã khui cái hũ bơ ra rồi nè. Đó, mình phải tắt đi mình mới được. Đây, múc muỗng cho các bạn xem nha. Thì bơ bơ này thì mình cho nó đi 1 muỗng nha các bạn. Đấy. Đấy, như bơ đây nè. Đó. Đó, 1 muỗng bơ thôi. Vậy được rồi. Bây giờ cuối cùng là các bạn chỉ cần bóp cho nó đều lại là được nha các bạn. Đó. Bóp cho nó đều lại. Còn này chọn bằng bóp bằng tay nha các bạn. Nè. Bóp tay vậy cho nó dẻo. Các bạn cứ bóp đều lên là ok. Ủ 48 giờ là 2 ngày các bạn nha, các bạn nhớ nha, ủ 48 giờ nha. Khi ra ngoài điểm câu á thì các bạn mua thêm cho mình trứng vịt nha các bạn. Đó, trứng vịt để chúng ta tạo mùi tanh, hoặc là D3, D3 với lại trứng vịt các bạn cứ đổ chung vô với nhau. Đó, vô trong cái mùi này nè. Như vậy là các bạn có thể câu được cá rồi. Câu trôi chép phi rất là nhạy, và nhạy nhất là cá trôi và cá rô phi. Đó, rất là nhạy vào mùi này. Còn còn về phần mà cá chép á thì thích ăn cái mùi thơm khét. Thì những nguyên liệu làm mồi để câu cá chép á mình đã hướng dẫn cho các bạn ở kênh Đam Mê Câu Cá rồi. Hoặc là kênh của mình thì cũng có mình chia sẻ 1-2 bài rồi. Thì các bạn có thể lướt qua để mà xem những video mình đã đăng cách đây khoảng ở chừng vài tháng trước. Đó, các bạn có thể vô đó xem được. Còn còn rất nhiều bài mồi để cho các bạn xem và các bạn tham khảo để các bạn khám phá. Các bạn có thể qua kênh Đam Mê Câu Cá của mình. À, qua bên đó rất nhiều các bài mồi để cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Và các bạn có thể làm và các bạn trải nghiệm. Đó.
như vậy là được đó. Các bạn cứ bóp như vậy được rồi nè đó. Bây giờ là các bạn đem đi câu được rồi nè. Mồi ta nó có cái độ dính rất là cao nha đó. Xong rồi các bạn lấy mồi bỏ vô cái hộp nè. Đây là mồi ngũ cốc nó của mình ở Canamel cá. Mình thì cũng đang ship cái mồi này cho các bạn. Tại vì mình chưa có rút tiền nên mình chưa có làm mồi gửi cho mấy bạn đó được. Thì các bạn đó xem thì các bạn cũng phải thông cảm cho mình. Mình đâu có nhiều tiền đâu. Đây, bạn lấy mồi nè, bỏ trong đây nè. Đó, bỏ trong đây nè. Hết luôn. Mồi này để chúng ta câu đơn, đài, lăng xê. Ok. Có thể câu lục cũng được. Câu lục thì ủ lâu ạ, ủ một tuần các bạn ạ. Nó tạo có cái mùi chua nhiều, tính chua nhiều. Đó. Đó, sau khi các bạn đã bỏ xong mồi chúng ta vô trong cái hũ như thế này rồi nè. Đó. Các bạn đẩy cái nắp nè, đẩy kín cái hũ hộp lại. Đó. Hoặc là các bạn bỏ vô trong bịch cũng được. Bịch đậy kín lại cũng được, không sao. Mình sẵn có cái hũ nè, mình bỏ vô trong hũ nè để mình đậy kín lại để mình dành mình câu. Nó như vậy thôi các bạn à. Thì các bạn xem video thì thấy video mình hay thì các bạn hãy đừng nhớ subscribe, like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Giúp kênh mình mau chóng được anh YouTube phê duyệt kiếm tiền nha các bạn. Nhớ subscribe nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.